Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu Ích Avatar nhá. Hôm nay mình lại xuất hiện tiếp tục ở cái công trường đang trộn bê tông để đổ cái con đường làm. Và hôm nay công trình vô cùng nhộn nhịp. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc máy trộn bê tông tự chế siêu to khổng lồ chế từ chiếc xe công nông đồ ngang nhé. Hoạt động vô cùng là khẩn trương các bạn nhé. Hai chiếc xe công nông của chúng ta chở hết công lực, phải nói là chạy liên tục mới kịp được cái tiến độ. Siêu nhân nhé, rất khỏe. Công việc nói là đây gọi là một công việc rất nặng, vì là hai bác tải xi măng lên cái ben phễu kia này rất vất vả.